Rồi, hello, xin chào cô chú anh chị ha. Thì hiện tại em đang ở xã Mỹ Thạnh, đó, Ba Tri, Bến Tre. Để đang bán giùm chú chủ nhà hai con bò xin. Đó, bò này thì bò xin lỗ tai nhỏ cô chú anh chị. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai con bò này cho cô chú anh chị xem ha. Đó. Trước khi xem video cô chú anh chị cho em xin một like, một đăng ký. Đó, thì hai con bò này, một con thì con bò này nay được 9 tháng. Còn con kia thì được 14 tháng. Đó, 14, chú nói 14 tháng mấy, 15 tháng cô chú vậy. Thì chú nói con kia thì nó cũng có dậm dọm lên giống rồi. Đó, chú nói hôm qua nó cũng có hót hót mà chú không chưa có giao tin nghe cô chú anh chị. Nhưng mà con bò bên kia thì bò tơ, hai con đều bò tơ hết. Nó chưa răng cỏ thì còn nghiêm chỉnh ha. Rồi bây giờ em sẽ gửi hình ảnh và giá cả của hai con bò xin này cho cô chú anh chị xem. Rồi đây. Đó, con bò bên con bò bự là màu đỏ mặt luôn cô chú anh chị. Thấy không? Đây. Bây giờ em sẽ gửi chân móng và sái tích. Đó, theo quan sát hai con bò này móng thì móng sò nè. Đó, xương sóc. Rúng, con nhỏ này rúng thì rúng chiền. Đó. Rúng thì rúng chiền ha, lông nhuyễn da sát ha. Đây, xương đùi. Đó. Thì trước kia hình thì em cũng có quan sát. Đó, sái đầu. Sái thì nghiêm chỉnh nè. Đó, cái chuồng bò chú ở tổng. Đó. Tại vì trong chuồng tối quá nên em dắt ra ngoài đây cho sáng sủa ghi hình đang chơi cô chú anh chị mình xem kỹ ha. Sấy lưng nè, đó, thấy chưa? Thì con bò này nãy em đo chiều cao là 1m25, thấy tướng tá mò không? Mét 25 đó, đít thùng dạo ha, tướng tá rỗng rảnh ha. Đó. Thôi em đứng xa em ghi hình cho cô chú anh chị mình thấy dễ ha. Đó, con nhỏ này có giá báo giá trực tiếp luôn. Con nhỏ này có giá là 24 triệu. Đó, cao 1m25. Để em quay cái đít nè. Đó, cái đuôi chà bá luôn nè. Đó, chú anh chị thấy không? Qua bự. Đó. Thấy không, tướng tá nè. Đích. Đứng yên đi con, làm cái gì. Đó, rúng thì rúng chiền. Đó, cái đuôi qua bự, cái đuôi bự. Xương sóc bự nè. Xương thì to, đó. Chân cùm đứng thẳng ha. Hai chân sau đứng thẳng. Đó. Thì kênh em là kênh chăn nuôi bò Bến Tre, em phát sóng lúc 12 giờ trưa và 7 giờ tối. Đó, bà con cứ theo dõi để mình lựa chọn những con giống tốt nặng mình đem về nặng mình nuôi mình sinh sản. Trước khi xem video của chú anh chị cho em xin một like, một đăng ký ha. Đó, đăng ký để những lúc em up video lên đăng cho trong cái video em sẽ báo lên điện thoại của bà con. Đó. Báo điện thoại trước đó. 10 phút 15 phút đăng cho bà con mình theo dõi đăng mình lựa những con giống tốt nè đăng mình mua về đăng mình sinh sản ha. Đó. Con này là chiều cao em đo là chiều cao 1m35. Đó, con này thì màu đỏ mặt luôn nè. Thấy không? Con này thì tơ chưa rớt đôi răng nào luôn nha cô chú anh chị. Đó, thì bò tơ nó bò tơ đó chân nè. Đó. Kiền đen. Đó, bốn chân là kiền đen hết á, móng thì móng sò. Đó, cùm đứng thẳng nha. Đó rúng. Xương sóc
thấy không? Đó, qua bự nè, cái đuôi nè, sân lưng nè. Con này màu đỏ mặt luôn, cái đuôi chà bá luôn nè. Đây, em quay cái đuôi nè, đó thấy chưa, lưng nè, xây lưng làm gì con, nhìn đây nó thêm quan sát thấy lưng nghiêm chỉnh của chú anh chị, đó thấy chưa, thấy xây lưng không. Đây cái đầu, đó cái đầu thì con bò sẽ đậu đây nè. Đó. Rồi báo giá trực tiếp luôn con bò này, nó muốn bán với giá là 26 triệu. Đó, một con 24 triệu, một con 26 triệu. Con này 1m35. Còn con này kìa 1m25. Là 24 triệu. Đó. Còn ai muốn bắt hai con thì ảnh sẽ bớt cho 1 triệu tiền xe. Đó. Tướng tá rộng rãnh an xương to nè, đó thấy chân không, cùm đứng thẳng nè, đó xương đùi đúng miếm đầy đủ. Thì em ghi hình, thì em ghi hình tặng cảnh đó, em không bao giờ em phóng to đó, em đứng xa đó lấy hình hết tướng hai bò cho cô chú chị đó, đó thấy không, xương sóc thấy không, móng thì móng sò ăn đó. Đó em ghi tặng cảnh nè, đó nhưng khi xa quá cô chú anh chị thấy không rõ, mà lại gần thì bà con nói sao lại gần quá nhìn không rõ con bò, nó dạ ra nhìn không rõ con bò đó, giờ em lấy xa đó. Màu đỏ mặt nè, chân kiền đen, nó sái tích nghiêm chỉnh ha. Rồi nếu cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình. Đó, muốn còn muốn gặp chú chủ nhà trực tiếp thì điện cho em sẽ nhắn tin số chú chủ nhà cho cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Đó, hai bò này nếu một con 24 triệu, một con 26 triệu. Đó, nếu mà bà con nào bắt hết hai con thì anh bớt cho 1 triệu tiền xe, nó ở xa. Đó, con nhỏ này đi nó thấp hơn một tấc, nhưng con nhỏ này kiểu mẫu thì nó thấy dậu yếm không nè, dậu yếm bài bản nè. Thái tích nghiêm chỉnh, thái đầu nghiêm chỉnh. Đó. Này là xin nhỏ lỗ tay nhỏ cô chú anh chị. Nó tướng tá rộng rãnh nè. Xương to. Thấy hết tướng hai bò nè, hôm đây thì màu đỏ mặt sân lưng này, đó thấy không, còn con bên đây cũng màu đỏ nhưng mà cái ức màu vàng rơm, nhưng sân lưng cũng hết thăng luôn đây. Đó, nghe thấy sân lưng không? Đó, lưng thì lưng đòi ha. Đó. Đít nở dai nở. Qua không?
Đó. Thì hình ảnh và giá cả của hai con bò này em cũng cập nhật cho cô chú anh chị rồi. Đó, bây giờ để em quay sơ lược lại cho cô chú anh chị mình xem kỹ để mình chốt trên mạng xã hội luôn ha. Đó. Hình thức mình giao dịch là cô chú anh chị đó, nếu mua bò thì điện cho em sẽ nhắn tin số tài khoản cho cô chú anh chị đi vô ngân hàng đó, hoặc điện máy xanh đó, chúng ta đặt cọc thì em sẽ giao bò lên ha. Thì cô chú anh chị sẽ trả tiền xe với tiền bò còn lại. Thấy không, tướng khá lỏng rảnh. Rồi thì hình ảnh và giá cả của hai bò này em cũng cập nhật cho cô chú anh chị rồi. Để tiếp tục cái video đang bán ngày hôm nay thì em gửi cho cô chú anh chị hình ảnh của hai con đực kem ha. Đó thì hai con này hôm nay được 5 tháng rưỡi tuổi. Đó. Thì trước khi ghi hình thì em cũng có quan sát rồi, chân móng. Thấy không? Móng thì móng sò. Đó, chân thì không có ốp xe là xuống rúng xuống ruột gì ha. Đó. Đích nè. Đó, tại lùa ra ngoài. À, hai con đích nè cô chú chị. Thấy không? Lưng thì lưng đôi ha. Đó, lưng thì lưng đôi. Hai bò này kiểu mẫu không? Đó, móng thì móng sò nè. Thấy không, móng thì móng sò hết em. Đó. Thì hai bò này nãy em đo là cao 1m15. Đó, cái con này hơn 1m15 nữa nè cô chú chị. Con đây thì 1m15 ha. Đó, lưng nè. Hai con đều lưng là lưng đôi ha. Em lấy hết tướng bò này. Đó. Cái chuồng tổng mẹ nó tổng lụa ra đây nên nó rống rống cô chú anh chị. Rồi, hai bò này chú muốn bán với giá là 52 triệu. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em để trên màn hình ha. Đó, còn muốn gặp chú thì điện em sẽ nhắn tin số của chú cho cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Đó, tướng tá nè. Thì chú nói hai con bò này nay được 5 tháng rưỡi tuổi đó. Thấy lực không? Đít nở, dai nở nè, dài đòn nè. Thấy con cắn này nó dài đòn nè, thấy không? Nghỉ. Làm gì chôm chôm. Đó. Hai con móng đều móng sò. Đó, hai con bò này thì ấp mộng anh cô chú anh chị. Đó, xương to nè. Xu xương lưng. Lưng nè. Đó, thấy chưa? Đồ chạy vô chuồng tâm không à. Đó. Xương thì xương to ha. Đó, chân cùm đứng thẳng nè, chân đứng thẳng nè. Đó, nếu cô chú anh chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại để cho màn hình nha. Có hai bò này có giá là 52 triệu. Đó, thấy chưa? Lưng nè. Thấy không? Lưng thì lưng đôi ha. Tướng tá dài đòn lực lạc. Thì nói chung thì hai con bò này nó còn bú cô chú anh chị nên nó bóng bò hơn mấy con khác, tại vì nó còn mẹ nó còn bú á nên nhìn nó bóng hơn. Nó lưng thì lưng đôi, thấy không, lông da bóng dọn. Tướng tá nè, lấy hết tướng bò rồi. Đó, thấy không, cu giái đó. Ừ.
kì kì là em liêu dâu nắng không đó. Thì hình ảnh và giá cả của hàng bò này em cũng có đó. Thì nếu có chú chị nào muốn mua cứ liên hệ số điện thoại em để trong màn hình đó, còn hoặc điện trực tiếp mấy chú thì điện cho em sẽ nhắn tin số của chú cho cô chú anh chị điện trực tiếp ha. Đó, còn cô chú anh chị nào muốn đi xem bò trực tiếp thì điện cho em sẽ dắt cô chú anh chị đi xem bò trực tiếp. Có hai con bò này có giá là 52 triệu, trước hình thì em cũng có thương lượng giá với chú rồi. Rồi thì hình ảnh về giá cả của hai con bò này em cũng cập nhật cho cô chú anh chị rồi. Đó, bây giờ em xin kết thúc video ha. Xin chào cô chú anh chị.